bốn nguyên tắc giúp bạn khai thác disc một cách hiệu quả bởi vì khi bạn bắt đầu học disc sẽ có những khách hàng sẽ có những cá nhân sẽ nói rằng là ô cô phượng ơi tôi có đầy đủ bốn màu disc nhưng tôi không biết mình thật sự ở màu nào và đây chính là bốn nguyên tắc giúp bạn hiểu thấu cũng như khai thác và học disc hành disc được dễ dàng hơn DISC sẽ thay đổi theo bốn yếu tố sau đây, đó là thời gian, không gian, bối cảnh và người tiếp xúc trực tiếp. DISC sẽ thay đổi theo thời gian. Khi bạn còn trẻ, chẳng hạn bạn là nhóm người D như Phượng, thì bạn sẽ là những người cực kỳ cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, mục tiêu. Nhưng theo thời gian, thì Phượng bắt đầu biết kiểm soát cái tôi của mình, biết kiểm soát những cái nhu cầu trong cuộc sống và trở nên quan tâm những người xung quanh nhiều hơn. DISC thay đổi theo không gian. À, khi bạn ở Hà Nội. Cái cách văn hóa của người Hà Nội nó sẽ ảnh hưởng đến phong cách ứng xử của bạn. Khi bạn vào Sài Gòn thì phong cách của người Sài Gòn sẽ ảnh hưởng đến cái phong cách ứng xử của bạn. À, thời gian, không gian, bối cảnh và người tiếp xúc trực tiếp. Cái bối cảnh mà chúng ta đang nói chuyện câu chuyện đang đi đến đâu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cách phản ứng và ra quyết định với bạn và một điều cực kỳ quan trọng đó là người tiếp xúc trực tiếp khi mà chúng ta uh, vẫn là đang rất là tức giận đi ạ nhưng nếu chúng ta gặp nhân viên của chúng ta cách chúng ta nói chuyện sẽ khác nhưng sang một nhân viên khác người này không phải là người gây ra lỗi lầm mà chúng ta đang cảm thấy rất là cáu giận thì chúng ta cũng sẽ có cách cư xử khác tương tự như vậy ngay lập tức nếu bạn nhìn thấy con của bạn đi ạ thì dù bạn đang rất cáu giận nhưng cái cách bạn nói chuyện với con của bạn nó cũng sẽ khác so với việc bạn nói chuyện với nhân viên đối tác hay là người vợ, người chồng của mình Cho nên DISC đây là nguyên tắc các anh chị ha Đây là nguyên tắc để chúng ta sẽ hình dung rằng DISC sẽ thay đổi theo thời gian, không gian, bối cảnh và người tiếp xúc trực tiếp Và chúng ta không hề có một phong cách DISC cố định Mà DISC của chúng ta trong công việc ạ thì chúng ta sẽ có một cái phong cách hành xử và ra quyết định Khác với cái việc là chúng ta đi giảng giống như Phượng được không ạ Cho nên là khi Phượng làm việc phong cách của Phượng là nhóm người DC. Nhưng khi Phượng giảng dạy, phong cách đào tạo của Phượng đó là phong cách DI và khi Phượng làm việc với nhân sự thì phong cách làm việc của Phượng sẽ là SD hoặc tương tự khi Phượng về nhà, phong cách của Phượng với gia đình là người S Vậy thì DISC sẽ thay đổi theo cái bối cảnh, cái nhiệm vụ và đôi khi mà Phượng hay gọi đó là cái mũ mà chúng ta đang đội thưa các anh chị và nếu bạn muốn hiểu hơn về DIHC, hãy follow Phượng cũng như học thêm về phát triển cá nhân. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!